Hi, xin chào toàn thể anh em nhé. Và em xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng tất cả mọi người lại quay trở lại với video mới nhất của em nhé. Đấy, thì tiếp tục về ngày hôm nay, em sẽ lên cho tất cả mọi người một vài em than. Than mới về nhé. Than thợ mới đánh mới về được mấy hôm nay, nhưng mà em bận không lên được. Thì hôm nay em bắt đầu lên này. Đấy. Than này thì chưa vào cám nhá các bác với anh em nhá. Đấy, than này thì chưa vào cám cho nên là các bác với anh em về chịu khó vào cám nhá. Than thì vào cám nó cũng dễ thôi, chỉ cần một hai hôm là trộm sâu cái cám bỏ vào đấy là nó ăn thôi. Em vào cám thì chỉ một vài hôm là nó ăn rồi đấy. Thì trước tiên là em sẽ quay từ học bên này trước này. Hôm nay em về được một vài con than, có cả than mái luôn đó. Đây đấy, còn bên này là một con lửa nhá, lửa đuôi ngắn này đấy, lửa đuôi ngắn siêng tải chứ. Đây con than đầu tiên nhá, than đầu tiên thì ở ô số 16 này đó, con này nhá. Than thì này em đều bán đồng giá là 300 một con đấy. Than này thì than Đắk Nông các bác nghe anh em nhá. Chim em thì đậu tại Đắk Nông luôn, em thì ở Đắk Nông luôn nhá, cho nên là thợ thỉnh thoảng đi bẫy về chỉ được một hai con rồi là giao cho em là em bán thôi. Đấy, chim này chim Đắk Nông chứ không phải là chim hàng căm mấy hàng các thứ đâu nhá. Thì chim này là em đều đồng giá bán là cứ 300 một em. Đây em bắt ra cho các bác anh em xem để xem chi tiết con, những con chim nó tật lỗi hoặc là không tật lỗi nhá. Đấy, con nào tật lỗi thì em báo, con nào không tật lỗi thì em báo luôn nhá. Đấy, để khi các bác anh em nhận chim về các bác anh em kiểm tra giúp em nhá. Đây rồi, để em tạm dừng video một chút, em giữ cái máy lại cái các bác mẹ anh em nhá. Dạ rồi, đây các bác mẹ anh em nhá, em mới bắt con đầu tiên ra này. Đây em quay cho các bác mẹ anh em chi tiết này, móng mỏ chân tay nhá, đầy đủ nhá. Đây các bác mẹ anh em nhìn thấy chưa, đó móng mép chân tay là đầy đủ nhá, không có tật lỗi gì. Đây đấy các bác anh em nhìn thấy chưa, nó móng mỏ chân tay này không tật lỗi này. Chim thì chim Đắk Nông này thì bộ nó như thế này thôi, theo em thì nó cứ to thì không phải to hẳn, mấy em chả biết là nó có to hay không, nhưng mà em nhìn con chim là nó cứ như thế này thôi đó. Bản đuôi thì đẹp, đây các bác anh em nhìn này. Đấy, con đầu tiên nhá, đó, đây mặt mũi trên tay các bác nhìn này, đó đẹp cực kỳ, đó rồi em thả vào ô số 16 luôn, ô số 16 em thả vào đây, đó 300 mà em nhá, đây mà em xẻ lửa ngắn này, đây tiếp theo em số 18 này, ô số 18 nhá, để em bắt ra nhá. Bắt ra em quay chi tiết cho các bác mấy anh em được biết. Đây con số 18 nhé, toàn chim mẫu dạng hót xòe hết, xòe đẹp luôn. Đó, các bác mấy anh em nhìn thấy chưa, đẹp chưa, dáng xòe đẹp chưa. Đó, giữ chim cực kỳ mỏ mỏng, chim thì bộ nhìn như này em cầm thấy là cũng khá là đẹp rồi. Móng mỏ trên tay đây các bác mấy anh em. Đó. Đấy, đây. Đây. Đó. Đây các bác mấy anh em. Đó, móng này. Đầy đủ nhá, ok nhá, mặt mũi này. Đó. Đây. Đẹp nhá. Chim đây. Bộ khá to đẹp luôn. To thì không phải là to hẳn đâu các bác ạ, nhưng mà nhiều khi các bác lại cứ bảo chọn cho cái con mẫu to về chơi chiến thì em không kiếm được các bác, chỉ chim như thế này thôi nhá. Thì em cứ bán 300 một em, các bác nào mà lựa được ô nào thì báo em rồi em gửi cho. Đó. Các bác cứ mấy anh em cứ để ý nhá. Đây, con này thì ô số 18 này. Rồi.
học số 18 nhá. Đấy các bác mấy anh em nhìn thấy chưa? Đó, còn con này. Con này thì bị cọc đuôi các bác mấy anh em ạ. À. Con này thì bộ thì cũng to to đấy nhưng mà thợ đi bẫy về nó bảo dính vào cái lụp thế là làm một phát là tụt hết cả đuôi luôn. Đây các bác mấy anh em nhìn. Con này. Còn đây là có một con mái này, các bác mấy anh em này. Đấy, con mái. Còn đây. Đây em bắt con cọc đuôi ra cho anh em với các bác được biết nhé. Nếu mà các bác với anh em nào mà bắt con này về chơi thì em sẽ để giá là 200 thôi. Con này 200. Nhưng mà con này bộ em thấy con này là bộ to to. Con này bộ cũng được các bác ạ. Đây. Mỏ con này này. Giống là mẫu như kiểu chim chiến. Mỏ này to mà dày lắm các bác. To mà dày. Đây, các bác với anh em nhìn này. Thấy không? Mỏ to dày. Mẫu chim chiến hay sao? Đây, các bác với anh em nhìn này. Móng mỏ chân tay đầy đủ nhá. Đó. Bấu bám và ok này. Mỗi tội là cụt đuôi thôi. Thì các bác mấy anh em mà mua con này thì em để 200 về các bác mấy anh em dưỡng lại. Tầm một tháng sau là ra là lông đuôi lại đẹp tuyệt vời luôn con này. Con này. Này có vẻ rất là dạn luôn. Đây. Thả vào đây nhá. Lên cầu đi. Đó. Đấy. Con đấy thì em để giá là 200 thôi nhá. Rồi, còn một con mái đây nữa. Mái bản đuôi xòe đẹp. Bộ thì cũng khá là cũng được đấy. Mái 200 một em. Đó, chim thì không tật lỗi, móng mỏ chân tay đầy đủ. Đây. Em bắt thử ra cho các bác nghe anh em được biết này. Đây các bác anh em nhá. Móng mỏ chân tay đầy đủ ok nhá. Đó. Móng đây. Đó. Cái móng này nó lại quắc vào cái đuôi của nó. Đây các bác anh em nhìn đây. Ok nhá. À. Xin đẹp nhá. Đấy. Nói giờ nó quắc đầu quá. Đây các bác anh em nhìn này. Ok. Mái nhá. Một em mái này. Mái bản đuôi xòe đẹp luôn. Đây các bác anh em nhìn chưa. Đó. Mái nhá. Đó. Ơ, con này một cái bông trắng ở đây sao ấy. Hình như cái này có một cái bông trắng trắng ở đây sao nhỉ. Hình như là đúng rồi các bác. Có một cái bông sợi bông trắng ở đây này các bác này. Thôi bây giờ mới để ý à. Phải một sợi bông này không nhỉ. Có phải nó hơi trắng trắng một tí không các bác anh em nhỉ. Đây. Đó. Không biết phải không. Đây có mỗi một cái sợi này các bác nghe anh em ạ. Không biết phải không. Rồi. Coi như là cái sợi này nó cũng gần trắng trắng này. Hên xui các bác. Bán cho các bác con mái này là 200 nhá. Hình như em thấy nó là bông trắng trắng một tí rồi các bác nghe anh em này. Đó. 200 em mái này. Rồi em thả vào đây nhá. Rồi. Em có một vài con lửa mái nữa. Các bác anh em nào mua lửa mái thì liên hệ nhé. Rồi em quay lửa mái cho các bác anh em được biết này. Đây là những chú lửa mái các bác anh em nhé. Lửa mái. Lửa mái này thì 150 một em. Còn lửa đuôi ngắn thì lửa đuôi ngắn đây. 250 một em nhé. 250 một em lửa đuôi ngắn. Đuôi này nó tầm 16-17 đổ lại thôi. 15 hoặc là 16 gần 17. Đó. Thì 250 một em.
Đó, thì chim cò hôm nay em chỉ có vậy thôi. Các bác nào mà kết được những em nào thì cứ alo cho em nhé. Đặc biệt hôm nay là chủ yếu là than đấy. Than thì bác nào mà yêu mến về than thì liên hệ em nhé. Rồi, một lần nữa xin chào tất cả các bác cùng toàn thể anh em nhé.